Thưa quý vị, được sự đồng hành tài trợ của Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà, người con của quê hương Bến Tre, chiều qua 24 tháng 3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và tập huấn xu hướng các mô hình khởi nghiệp phù hợp tại Bến Tre, gặp gỡ Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà. Đến dự có bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối tượng tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp là hội viên, phụ nữ, các tổ hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ tham gia quản lý, có ý tưởng sản phẩm, dịch vụ, mô hình khởi nghiệp, góp phần gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa trên các lĩnh vực, nông lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, chế tạo sản phẩm, giáo dục, du lịch, dịch vụ tài chính, y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp và các lĩnh vực khác có tiềm năng, đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, nâng cao thu nhập, tạo việc làm và sinh kế cho phụ nữ. Người dự thi có quốc tịch Việt Nam, là tổ chức phải có thời gian thành lập không quá 5 năm tính từ thời điểm đăng ký. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ sống tại vùng sâu, vùng xa, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian diễn ra cuộc thi đến hết tháng 9 năm 2023. Cuộc thi nhằm hướng phụ nữ phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường, thông qua quỹ Dòng tay xanh Mekong của Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà, người con của quê hương Bến Tre. Dịp này, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, chuyên gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tư vấn doanh nghiệp, sáng lập chương trình 1 triệu phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn cho cán bộ phụ trách kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, đại diện các tổ hợp tác, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, thành viên câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp xoay quanh nội dung biến đổi khí hậu, môi trường và nhóm nội dung khởi nghiệp khai thác tài nguyên bản địa gắn với bảo vệ môi trường.